Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh Crypto Channel của mình. Thì con Bầu vừa mới lít sàn và giá hiện tại của nó là 3.9 đô. Tăng trưởng của nó tới 214%. Như vậy giá lít sàn của nó, giá bán idle của nó là 0.25 đô. Và những anh em nào mà mua được cái giá idle ấy thì hiện nay nhân là khá cao. Đúng không ạ? Xin chúc mừng những anh em đã mua idle nhé. Và hiện tại trên AchSwap ý, thì có nhiều cái tính năng khác nhau. Ví dụ như là ở đây có thể farm này, tức là gửi lấy lãi nhé. Rồi, ở đây gửi lấy lãi thì hiện tại là cái APR của nó tới 2.561% nhé, khá là cao. Thứ hai là anh em có thể staking nhé. Thì staking hiện nay ấy, nếu khi anh em stake ấy thì một anh em sẽ nhận được cái token đó là nhân bao. Vậy thì hiện tại là giá là nhân bao sẽ là bằng 1.004 bao. Đúng không ạ? Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn để anh em có thể bán nhá. Ví dụ như bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em trade này. Nếu như ở trên cái ví MetaMask trên điện thoại ấy, thì anh em copy cái link của sàn xong nó vào mục trình duyệt của ví MetaMask và anh em kết nối ví và có thể chơi farm hoặc stake nhé. Còn nếu ở trên cái PC ấy thì anh em sẽ có cái giao diện này và anh em vào mục chơi này và vào mục exchange này ha. Đấy, sau đó anh em sẽ kết nối ví MetaMask. Tiếp theo kết nối. Rồi, như vậy ở đây thì anh em có thể mua bán bình thường nhé. Ví dụ như ở đây anh em nhấp vào cho mình cái select currency này. Đó, nhấp vào bao ha. Ví dụ thế. Thì anh em có thể mua bao. Hiện tại thì một co thì khoảng chấm 0.67 bao nhá. Rồi. Ngược lại, anh em muốn bán bao thì ví dụ như bao ha. Ví dụ mình có trong này có bao thương này thì bán ra như vậy, xong nó swap là ok đúng không ạ? Ví dụ bấm swap rồi xong nó bấm confirm swap là ok ha. Đấy, rồi anh em sẽ xác nhận là ok nhá. Rồi, thứ hai á là farm. Đấy, bây giờ mình sẽ nhấn anh em farm vào cái mục liquid này nhá, trade nhá. Ở trên điện thoại hay ở trên PC đều giống nhau, vào mục trade xong vào mục liquid thì cũng thế, xong rồi anh em nhấp vào cái add liquid thì là nó ra như thế. Vậy thì giả sử như anh em sẽ nhấp vào bao này, chẳng hạn như anh em có 10 bao đi ha, thì anh em nhấp vào 10 bao thì tự dưng nó sẽ nhảy cái cặp cái co cho anh em nhé. Đấy, nhấp cái co cho anh em và xong đó ở đây á là anh em sẽ nhấp vào khi mà anh em có bao á, anh em sẽ nhấp vào, nó sẽ xuất hiện cái mục này. Nó sẽ hiện cái mục là add liquid ở đây. Anh em nhấp vào cho mình. Khi mà nó xuất hiện thì anh em nhấp vào đây nhá. Anh em nhấp vào và thực hiện theo các bước tiếp theo, kết nối ví. Nó cũng yêu cầu là xác nhận ví và xong nó sẽ xác nhận ví và sau đó anh em sẽ nhấp tiếp tục và nó sẽ hoàn thành, đúng không ạ? Rồi, sau đó anh em sẽ vào mục farm. Và anh em vào mục detail thì anh em sẽ nhấp vào cái chữ end up này. Đó. Ví dụ thế, xong đó anh em sẽ nhấp xác nhận là ok. Rồi. Thứ hai là vào mục stake. Anh em muốn stake thì anh em vào cái mục ở đây. Ở đây có stake vậy unstake. Nhấp vào vào stake và sau đó ví dụ như là ở đây là anh em có số là 10 thì anh em nhập 10 chẳng hạn ha. Sau đó anh em nhấp, nó sẽ xuất hiện chữ confirm và anh em sẽ nhấp vào. Chúng ta sẽ lấy lãi ha. Đó. Thì cái con bao này nó cũng đã audit nhá, tức là đã được kiểm toán này. Ở cái cặp farm ấy, bao co ấy thì nó sẽ giảm tỷ lệ nhá theo thời gian, tức là càng đông người farm ấy thì cái tỷ lệ APR này nó sẽ giảm xuống. Cho nên những người nào mà farm đầu ấy sẽ nhanh hơn. Như vậy mình
vừa farm cách đây có khoảng vài tiếng thì nó sẽ cho nó ra là khoảng 0123 cái bao nhá. Cái giá trị của mình farm trong này là 125 đô. Đó. Thì tùy anh em nhé, có thể farm hoặc staking nhé. Đó. Rồi, video của mình đến là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu thấy video có ích thì có thể chia sẻ cho nhiều người biết, và cho nó một like. Để ủng hộ kênh thì có thể nhấp vào chuông, rồi đăng ký kênh để nhận các cái video mới nhất. Tạm biệt anh em.